một điểm dừng, nhiều dịch vụ phù hợp với phong cách sống hiện đại, tận tâm vì giá trị thật, đồng hành, sẻ chia và có trách nhiệm với xã hội. Chúc mừng năm mới Xuân Nhâm Dần 2022, Taco phát triển cùng đất nước. Bây giờ là 19 giờ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ hai ngày 31 tháng 1, bản tin thời sự cuối cùng của năm Tân Sửu sẽ có một số nội dung chính sau đây.